Chào mừng đến với tóm tắt phim khờ. Xin giới thiệu với các bạn bộ phim người tình trong mộng. Đây là bộ phim 18 cộng pha chút hài hước lãng mạn. Ai nói rằng ngoại tình thì sẽ không có kết cục viên mãn chứ? Nào hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này ngay thôi. Ở thủ đô của cộng hòa Séc, đầu đầu cũng thấy toàn những cô nàng xinh đẹp quyến rũ. Ivan là một đầu bếp thật thà và hiền lành. Anh ấy là người đàn ông của gia đình, chẳng hề để ý tới người con gái nào khác ngoài vợ mình. Hôm ấy là sinh nhật con trai của anh, đang chờ đợi bố vợ đến chở đồ về nhà. Nhưng bố vợ thì mải mây mưa với người tình, thế là bọn họ đã về nhà trễ giờ tình cảm vợ chồng Ivan cũng đã dần phai nhạt, không còn được khăng khít như những ngày đầu tiên nữa. Chuyện chăn gối đối với họ thì không được xuân sẻ như ý muốn, trái ngược với cặp đôi trẻ, bố mẹ vợ họ thì lại ngày bảy đêm ba vào ra không kể. Điều này khiến cho Ivan cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế là ngày hôm sau, nhân lúc hai người cùng đi mua đồ, Ivan tiện miệng nói với bố vợ, bố nhiều lúc ngon miệng thế làm con đôi lúc cũng thấy thèm. Ông bố trêu đùa, sao thế, anh bị bất lực à? Ivan vội giải thích, sao bố đã có nhân tình mà về nhà với mẹ vẫn hăng say như vậy? Bố vợ nói với anh ta, khi ta gặp được cái đẹp thì phải nhớ kỹ tướng mạo của người ta trong đầu đợi đến khi lâm trận thì chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng lại những đường nét ấy những điều này anh chàng ngây thơ như ivan vẫn chưa cảm thụ được thế là ngay lập tức bố vợ lại đưa con rể đến quán bar chỉ dẫn anh sau đó giới thiệu người tình nhỏ salota của mình cho ivan làm quen ivan nói rằng không có hứng thú bố vợ lại cho rằng ngoại tình là một liều thuốc giữ cho hôn nhân luôn được mới mẻ anh con rể thì nói là anh sẽ làm mọi điều vợ mình mong muốn bố vợ lại nói phụ nữ thích người đàn ông đích thực chứ không phải tên ngốc bị thuần phục bố đang bảo con lừa dối con gái bố à đó chỉ là vì hạnh phúc gia đình mình đấy chứ cô gái trẻ kia bắt đầu chơi bia nhưng rõ ràng cô ấy không phải dân chuyên nghiệp đánh bi cũng một nữa ông bố vợ thấy vậy liền tiến tới giúp đỡ cô sau đó cô ấy lại nói rằng do tóc mình che mắt nên không thấy gì sau đó từ từ kéo quần xuống dùng nó làm dây buộc tóc hai bố con nhìn thấy trợn tròn mắt không biết nói gì chỉ cầm gậy lên thôi cũng khiến hai người không thể rời mắt cô nàng salota kia sau đó lại còn thực hiện một động tác thật ngượng ngùng bọn họ đều gật đầu khen cô nàng đánh giỏi quá sau khi cả nhóm cùng ra về người bố vợ này lại rủ salota bây giờ cùng đi tàu lượn bảo rằng Ivan có việc nên phải về trước một mình. Cậu con rể thế là đành co do người đi về. Ở nhà Alice thì đang mong muốn có được đứa con thứ hai, nhưng rõ ràng kết quả không như ý muốn. Ivan vừa về đến nhà thấy que thử thai liền cho vào miệng. Anh còn tưởng đó là que đo nhiệt nữa chứ. Alice nói rằng, để có con, anh phải khám bác sĩ xem thử đi. Sáng hôm sau, hai vợ chồng rất nhau đến bệnh viện. Ivan đành nhanh chóng chui vào phòng để lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng khổ nỗi nơi đây còn để một bức ảnh trẻ con to tướng, thật chẳng có hứng thú nào để anh làm được. Thế rồi anh liền nghĩ đến cô nàng Salota nóng bỏng hôm trước anh tưởng tượng hai người đã có một cuộc mây mưa vui vẻ nhưng rốt cuộc đi ra ngoài hộp đựng mẫu vẫn trống trơn chẳng có gì nhà hàng mà ivan mới mở cũng vô cùng vắng khách trong lòng anh cũng mông lung liền hỏi vợ cô có cảm thấy hạnh phúc với anh không nhưng vợ anh chỉ thờ trả lời cho qua chuyện rồi ngày hôm ấy cũng có một bất ngờ cô nàng salota đã ghé thăm nhà hàng của ivan thế là anh chàng tự tay vào bếp chuẩn bị một món đặc biệt cho cô ấy salota cũng cảm thấy rất ưng ý hơn nữa còn vừa ăn vừa trêu chọc ivan ivan ngây thơ đưa mặt ra không hiểu gì sau đó salota lại rủ anh ta về nhà để lấy lại áo khoác Thế là anh được cùng với người đẹp về nhà cô ấy vui vẻ một phen, một sự trải nghiệm tuyệt vời mà trước nay chưa từng có. Anh ấy thậm chí còn kinh ngạc, bạn bè của cô ấy đều đã ở nhà, nhưng họ đã tránh đi để khỏi làm phiền cuộc vui của hai người. Đến tối khi về đến nhà, Alice phát hiện trong túi áo của Ivan một chiếc quần lót, sau đó cô cầm lấy cái kéo ra và chất vấn chồng, nguy hiểm cận kề, anh liền dùng bố vợ làm người chịu tội thay. Rất nhanh sau đó ông ấy đã bị mẹ vợ đuổi ra ngoài. Ivan cảm thấy có lỗi liền mang chăn gối và thức ăn xuống cho ông. Bố vợ dù có chút tức giận anh, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng bỏ qua sau đó còn khoe khoang với con rể một cách đầy tự hào về những chiến lợi phẩm khi ngoại tình của mình. Lúc này hai mẹ con đang ngồi ở một căn phòng khác tán gẫu với nhau, mặc dù đổi chồng mình ra ngoài, nhưng bà vẫn lo lắng chuẩn bị đồ đặc thuốc men cho ông. Alice rất ngạc nhiên, sao bà lại không nổi đoá lên vì bố mình? Hóa ra mẹ vợ đã sớm phát hiện ra chồng mình ngoại tình, sở dĩ nhẫn nhịn một phần là vì gia đình và con cái. Và sau tất cả ông ấy vẫn trở về với gia đình chứ không bỏ đi theo ai cả. Ngoài ra mỗi lần cảm thấy tội lỗi, ông ấy sẽ tặng cho bà một món quà bù đắp quả nhiên lần này bố vợ lại mua tặng bà ấy một cái túi hàng hiệu nhưng ngày hôm ấy khi đang đi trên đường đột nhiên bà bị bọn cướp giật đồ và đuổi theo lấy lại được chiếc túi nhưng sau đó lại không may bị ô tô tông trúng bố vợ đang ở nhà chuẩn bị tươm tất bỗng thấy có cảnh sát báo đến vợ ông đã không may qua đời vậy là mọi lỗi lầm của ông cũng không thể nào bù đắp cho vợ được rồi khi này ông ấy không biết làm thế nào cả muốn xin lỗi nhưng lại không tìm thấy người để nghe thế là người đàn ông lãng tử quyết định thay đổi hoàn toàn dù người tình cố ý mời gọi ông nhưng ông cũng từ chối một cách khéo léo người đàn ông luôn về đến tối muộn như ông ấy giờ lại về nhà rất sớm mà giờ đây ông cũng chỉ có thể ôm chăn ngủ một mình thôi sáng hôm sau ông đang phải tự mình là quần áo đúng lúc đó có điện thoại gọi đến ông liền cho bàn là lên mặt để nghe đúng là thiếu vợ ông chẳng làm gì lên hồn đồ đạc trong nhà để đâu ông cũng không hề nắm rõ nữa mọi thứ dường như quá xa lạ đối với ông con gái không muốn nhìn thấy cha tinh thần xa suốt như vậy liền khuyên ông ấy tìm một người khác bầu bạn ông ấy tưởng rằng ivan đã mách lèo chuyện của mình nhưng alice lại nói chính mẹ là người đã kể cho con ông ấy càng cảm thấy hổ thẹn không ngờ bà ấy biết tất cả mà vẫn coi như không có chuyện gì, bố cô bảo rằng giờ không muốn nữa, vì chẳng có ai để trở về. Trong lúc đó, Ivan lại tìm đến chỗ của Salota, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng lên mãnh liệt, đêm hôm ấy, về nhà Alice đã chuẩn bị một bộ đồ ngủ quyến rũ, nhưng Ivan lại nói mình đã chơi tennis quá mệt rồi, thế là vợ anh lại chui xuống xử lý giúp, đồng thời còn lấy hộp đựng mẫu cho anh nữa. Hôm sau cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, điều họ cần chỉ là thời gian mà thôi. Ivan thì lại lấy cớ đi đánh tennis sau đó cùng với salota quần quật một trận trên xe nhưng cũng nhờ đó ivan đã nghiên cứu và làm ra rất nhiều món mới nhà hàng cũng làm ăn phát đạt hơn rất nhiều có một hôm ivan còn hứng tình kéo vợ vào trong bếp để xử lý mọi sự nhàm chán đã qua đi alice giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc kỳ này cô cũng kể những chuyện này cho bố mình nghe bố vợ biết chuyện cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ ivan nên dừng lại đúng lúc dù sao thì bố vợ cũng đã hiểu rất sâu sắc những tác hại của việc ngoại tình nhưng ivan vốn không hề dừng lại được anh ta đã quá say mê salota rồi còn nói rằng mình sẽ cân bằng được cả hai bên đêm giáng sinh đó salota vì nhớ ivan nên cô đã tìm tới tận nhà anh cô nàng nói cảm ơn anh vì đã tặng cho cô chiếc váy này sau đó cũng tặng anh một chiếc vợt tennis xịn nữa nhưng ivan chỉ đành vội vã rời đi vì sợ bị nghi ngờ trong lòng salota có chút buồn nhè nhẹ sáng ngày hôm sau salota lên tận nhà ứng tuyển làm nhân viên bồi bàn ivan thì cảm thấy rất hoang mang lo lắng nhưng vợ cho rằng salota rất phù hợp với nơi này sau đó còn mời cô ấy đến chăm sóc cho cha mình thế là cô gái gợi cảm này thuận lợi mà dọn vào nhà của ivan mà có điều anh cũng không ngờ rằng alice cũng có lần qua đêm với anh chàng bồi bàn hai người này ở trong bếp thi nhau trêu gạo nhau mặt khác bố vợ bên này cũng vô tình phát hiện điều kỳ lạ trước phần mộ của người vợ đã mất lại xuất hiện một bông hoa tulip ông vội vàng về nhà tìm hiểu lúc này ivan và salota đang mải mây mưa với nhau thì bố vợ quay trở về ivan vội vàng trèo qua mái nhà nhảy xuống qua điều tra thì bố vợ tìm thấy ghi chép ngoại tình của vợ hóa ra mẹ vợ khi còn sống thường xuyên hẹn hò với thợ massage ông vô cùng tức giận vợ mình còn mắng chửi thậm tệ sau đó bố vợ đứng chờ ở trước mộ của vợ mình thấy có một người đàn ông mù đi ngang qua và cầm một bông hoa tulip ông già vợ tiến tới hỏi chuyện lúc này ông ấy mới biết là loài hoa mà vợ ông thích nhất không phải hoa hồng mà đó lại là hoa tuy líp kia cơ hóa ra sống với nhau lâu như vậy thân là chồng mà còn không hiểu vợ mình bằng một thợ massage ban đầu bố vợ rất phẫn nộ nhưng đến đêm khi bình tĩnh lại một mình ông nhìn ngắm hình ảnh của vợ mới hiểu ra rằng trong chuyện tình cảm không phân ai đúng ai sai cả dạn nứt chỉ là vì không tiếp tục duy trì và phát triển nó mà thôi cuối cùng ông ấy tha thứ cho vợ chuyện của bố vợ khiến cho ivan cảm động sâu sắc anh ấy quyết định không thể tiếp tục chìm đắm trong gian rồi nữa Thế là anh ấy hẹn Salota đến một nhà hàng hạng sang và định sẽ kết thúc mối quan hệ này, nhưng anh không ngờ rằng Alice cũng tình cờ biết được cuộc hẹn này nên đã tìm đến. Khi Ivan vừa mở lời định chấm dứt, thế là Salota vô cùng tức tối, đúng lúc này Alice đã tìm tới nơi. Salota liền mời cô lên lầu ngồi cùng mình, hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau, trong khi Ivan lại trốn dưới gầm bàn không dám động đậy. Sau đó nhân lúc xe đẩy đi qua, anh chàng vội vàng bò theo sau. Khi này Salota cũng nói rằng mình đang mang thai rồi. May mắn thay bố vợ kịp thời xuất hiện cứu Ivan một bàn thua trông thấy ông nói rằng đứa con đó là của ông ấy. Lúc này đến lượt Alice vô cùng ngạc nhiên, cô ấy không ngờ là cha đã già vậy rồi mà vẫn còn sung sức như vậy. Bố vợ còn khuyên nhủ Salota, dù sao ở bên nơi này cũng tốt hơn phải nuôi con một mình. Thế là Salota cùng đành diễn nốt vở kịch với bố vợ. Dù sao thì cô ấy cũng thực sự đang mang đứa con của Ivan, ít nhất thì cô cũng được ở gần với anh ấy. Cuối cùng hai người phụ nữ cùng mang thai và sinh con, mọi người đều sống bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Bố vợ sau đó tìm đến nơi hẹn hò với vợ, ông đem giải cho cốt vợ ở đây, tưởng tượng như được vui vẻ với vợ như những ngày xưa cũ bộ phim đến đây là hết rồi suy nghĩ của bạn thế nào về bộ phim này bạn có để ý nốt ruồi của con gái ivan giống ai không hãy cho mình biết ở dưới video nhé